Xin chào bà con. Hôm nay tôi quyết định làm video clip này để chia sẻ với lại bà con về cái cây an xoa, một loại thảo dược. Và trong thời gian gần đây thì cũng được rất nhiều người sử dụng để chữa các bệnh về gan. Và cũng nói thêm với bà con thì cây an xoa ấy, là tác dụng của nó là chữa các bệnh về gan này. Ví dụ như là những ai mà bị viêm gan B này, xơ gan, ung thư gan, men gan cao và gan nhiễm mỡ. Mà cây này đặc biệt là nó là đặc trị cái bệnh xơ gan cổ trướng, bệnh trĩ hoặc bệnh khớp thì uống rất là tốt. Đấy, đường ruột. Đấy, hoặc là những người bị bệnh gút, như bác nào mà bị xơ gan cổ trướng do rượu bia ấy thì các bác dùng cái này là cam kết là sẽ khỏi. Đấy, và hôm nay ấy, tôi cũng làm clip này thì để chia sẻ với các bác, để các bác tìm hiểu thêm về cái cây an xoa cũng như là cái cách nhận biết của cái cây an xoa. Đấy, đầu tiên thì khi mà tìm và dùng ấy thì các bác tìm cho tôi cây an xoa nó hoa tím như này. Hoa tím như này. Đấy. Hoa tím nha các con nha. Và lá thì lưng lá sẽ có lông lông như thế này. Đấy. Và mép lá thì sẽ có cái cạnh hình răng cưa. Đấy. Và khi mà quả an xoa nó bắt đầu ra ấy thì nó sẽ có hình thù như thế này. Non và thế này. Quả này thì nó có chiều dài khoảng từ 2 đến 3 cm. Và khi chín thì cái an xoa, quả an xoa này nó chín thì nó sẽ chuyển sang màu nâu. Màu nâu giống như con sâu gióm. Đấy. Lưu ý khi mà bà con chúng ta sử dụng ấy thì chúng ta phải dùng đúng loại hoa màu tím. Và chúng ta nên dùng cái loại cây mà thân của nó phải già. Già mà nó bạc hết như này rồi bà con nhé. Bạc hết như này. Chúng ta tránh không dùng những cái loại thân mà nó còn non. Thân non mà nó màu sẫm như này. Màu sẫm lý do tại sao ạ? Vì là ở những cái thân non ấy, thân non thì nó rất nhiều lông. Và lá ấy, thì lá của cây an xoa có nhiều lông nên là chúng ta hạn chế dùng lá. Đấy, hạn chế dùng lá vì nhiều người dùng cái lá của an xoa cũng như là cái thân non này ấy, là nhiều người là dùng là bị dị ứng, bị ngứa. Đấy, nên là các bác chúng ta dùng cái cây già như này. Tìm dùng cây già này. Đấy, và chúng ta lấy về nhá. Chúng ta băm mỏng. Băm mỏng, băm nhỏ đi khoảng một đốt ngón tay này. Đấy, sau đó các bác phơi thật khô cho em. Phơi khô. Sau đó thì chúng ta đem rang vàng hạ thổ là để chữa bệnh ấy, thì các bác lấy một lạng thuốc 100g ấy, và các bác đem rửa thật sạch. Đấy, các bác vào cho vào ấm, các bác cho khoảng 1,5 lít nước, các bác đem đun lên, đun sôi nhỏ lửa. Đấy, trong vòng khoảng 15 đến 20 phút là chúng ta uống thay nước hàng ngày. Chúng ta có thể uống nóng hoặc uống lạnh, để vào tủ lạnh uống rất là tốt. Đấy, còn đối với uống để phòng bệnh ấy thì mỗi ngày các bác lấy cho tôi 50g thuốc cây an xoa, các bác đun với lại khoảng 1,5 lít nước. Đấy, và các bác cũng làm tương tự là đun trong vòng khoảng 15 đến 20 phút cho sôi nhỏ lửa và chúng ta dùng thay nước hàng ngày. Đấy, trước khi uống thì các bác lọc qua cho em, lấy một cái khăn mỏng nhá, khăn mỏng sạch. Đấy, các bác lọc qua cái thuốc mà chúng ta đã đun xong ấy. Đấy, lý do làm như vậy là để lọc bỏ những cái cặn bã ở trong thuốc để chúng ta uống làm sao cho nó đảm bảo. Đấy,